chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh ARK Gaming Online và mấy ngày hôm nay chắc chắn là một điều là các bạn đang chửi rủa mình là bữa livestream hứa hai ngày live một lần rồi ra lý hướng dẫn chơi tạo server lan và đợi mãi bây giờ chưa thấy Được rồi thì chịu <laughs> Thôi à, thì mình không thể nói một câu vô trách nhiệm được như vậy, lỗi là ở mình thôi à, Tại vì mình đang cài cái game Mấy game gọi là game thiếu nhi bên cái game kia, cài nhiều quá nên là không... Với lại rồi tối ngày đi câu cá rồi không có Ra video được rồi, bây giờ mình mới quyết định là hạn chế đi câu lại để tập trung ra video hả anh em à, Chắc chắn là anh em sẽ không tin mình đâu, giờ thôi mình cứ làm thôi Thì những gì mình làm sẽ là bằng chứng để cho anh em tin hoặc là không <laughs> rồi mà không biết là lời này mình có làm cho anh em tin không à, được nãy giờ dài dòng đó không tiêu đề anh em đợi đợi mình tiêu đề là chắc chắn rồi anh em đang đợi mình á là hướng dẫn hướng dẫn hướng dẫn hướng dẫn mà làm 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 mà làm mà cái cái mà chơi cái server lan cùng với bạn bè có 127 người đó thì cái lợi thế để tạo cái lợi thế là tạo server này là mà là nó hơn server hot ở chỗ nào đầu tiên thì chắc chắn rồi đó là server chơi được 127 người mà chắc chắn thì bạn bè đâu dữ vậy rồi cái thứ hai á là mình chơi tại nhà nên là binh mình sẽ là không có lắc bạn bè mình chơi chung thì binh nó ba chục là dữ lắm rồi cái thứ ba đó là người ta có thể tự do đi xa khỏi mấy chỗ hot mà không quan tâm bất cứ điều gì nữa cái thứ tư á, là cái người tạo mở server này chỉ cần treo máy đó thôi cũng không có tốn điện không gì bây giờ giờ, giờ, giờ mở vô server hot ngồi treo thì nóng máy hao điện các kiểu này mình chỉ cần chạy phần mềm server nó ăn hiệu năng cpu khá là nhẹ luôn không có nhiều à rồi nhưng mà anh em biết không mình chơi này anh em việc phải chu chuẩn bị ram ít nhất 16 sáu đó luôn luôn là vậy cái ARK này là luôn luôn anh em phải 16 sáu ram thì để tạo server để anh em chơi luôn bây giờ dài dòng quá không anh em đang chờ đợi là làm sao đúng không được rồi đầu tiên anh em bật cho mình cái trình duyệt cốc cốc bởi vì nó là trình duyệt của việt nam để... <laughs> nói vậy thôi chứ rồi sau đó anh em bật uh, bấm control ship n để mở trình duyệt ẩn danh nó thật là liên quan anh em hãy tìm cái phần mềm tên là radmin vpn radmin đó vpn rồi sau khi tải radmin vpn về á thì này nó cái là cái phần mềm này nè đơn giản vậy thôi mà sao vô hơi chậm đây tại mình đang chạy một cái máy ảo bên máy ảo nên là máy mình nó hơi bị yếu yếu tí rồi anh em cứ tải xuống tải xuống thì tải xong rồi cài đặt ha. cái phần tải này cài đặt thì nó khá là dễ nên chắc là không cần hướng dẫn đâu đúng không cái này mà anh em làm không được thì chắc là khỏi cần quan tâm tới chuyện tạo server này luôn rồi sau khi mà tải xong á thì cái phần mềm sẽ nằm ngoài nhưng mà máy mình đã cài sẵn nên mình bấm lên đây cái radmin vpn là cái này nè anh em đó thì đầu tiên là anh em sẽ vô có một cái giao diện màu trắng nhưng mà anh em có thể cài đặt lại màu đen như mình mà chuyện đó không quan trọng, mà quan trọng là anh em phải tạo một cái mạng lan ảo được đó không? thì mình sẽ tạo một cái mạng mới, tên mạng đó là uh, lon muối. đó à, anh em có thể là thêm dấu, thêm mắm, thêm muối gì cũng được nhưng mình thích đặt là lon muối. Đó. rồi mật khẩu là anh em có thể bấm là một hai ba bốn năm sáu anh em nhưng mà mình để bóng mật thì anh em cứ tạo mật khẩu như mình một hai ba bốn năm sáu. nhầm mình mình tạo mật khẩu này á, là để cho anh em mà kiểu mà hướng dẫn thôi, anh em muốn tạo mật khẩu gì cũng được rồi sau khi mà tạo xong một cái mật khẩu đây, tên mạng và mật khẩu là nó tạo này tạo một cái VPN ảo nên nó bạn lan ảo nên nó hơi tốn thời gian tí anh em cứ đợi đi sau khi tạo xong thì mình sẽ cùng mình bắt đầu mở xe vời còn chắc chắn là bạn bè mình phải kết nối đúng không bây giờ mình sẽ chỉ trước cho anh em mà kết nối lại để bạn bè anh em kết nối chung với cái máy mình chơi rồi ha bây giờ tại cái này là mình tạo cái phòng ARK riêng của mình bây giờ tạo cái mạng lon muối này đúng không thì để những bạn bè khác của mình chơi được thì đương nhiên là phải có RADMIN VPN Cái thứ hai là bấm vào kết nối mạng và tham gia mạng có sẵn Và bấm tên mạng là Lon Muối Có dấu cũng được, mật khẩu là 123456 rồi mình kết nối lại Sau khi kết nối xong thì ở đây nó sẽ hiện tên máy của những cái bạn bè mình đã kết nối ở đây rồi Hiện binh xanh là, là kết nối thành công rồi thì chắc chắn là khi mà này anh em phải mở cái mạng lan này lên chung để mà bạn bè mình hiện gặp nhau ha. Ờ, thì nhấp vô cái này cứ mở cái này lên trước đi rồi mở server rồi sau khi đó sau xong này cứ đóng trên việc ẩn danh này đi mình không xài nữa đâu bắt đầu vào chơi game đó sau khi mà chơi game thì anh em muốn bấm vô cái nào cũng được tại vì mình bắt đầu bây giờ mình sẽ tạo server ha thì tạo cái này á, nó hơi tốn thời gian nó còn phụ thuộc vào cái ổ cứng của mình mà anh em nào tạo server á, thì ổ cứng mình khuyên là nó trống trống tí ram nó cũng phải dư dư tí để cho nó um, có một cái cái khoảng đây nó chạy nó phát sinh dữ liệu rồi thì để tạo một cái server lan này anh em bấm vào hot local thì anh em anh em cứ chỉnh thông số hết trong đây luôn đi Đó, anh em nào chưa xem biết cách, chưa biết cách chỉnh thông số thì xem lại những cái clip mà hướng dẫn chỉnh của mình nhưng mà có thể là sau này mình sẽ ra thêm những cái clip hướng dẫn lại để cho anh em xem ha. Ờ, chứ mấy cái clip cũ nhiều khi mình chỉ cũng không tốt đây nè đây là có cái ký hiệu này là mình đã tạo một file lưu server lan ở đây bây giờ anh em bắt đầu chọn map thì anh em muốn thêm cái gì vô cũng được còn à ta bấm qua game cho anh em dễ xem đây à, đây mình sẽ tạo chọn cái map đời island ha à, rồi sau anh em bấm uh, run đi uh, đi để đi kết server đó anh em cứ bấm vào cái phần này à, server password thì khỏi đi mình cứ để về admin password kệ tên server thì anh em muốn đặt sau cũng được rồi bấm access nó sẽ nó sẽ văng ra chắc chắn rồi. À, bây giờ đó, là nó sẽ chạy một cái bảng đen này, nó nó sẽ chạy một cái bảng đen này nha anh em. Thì um, anh em cứ đợi một lúc sau khi mà nó quét xong á, nó hiện cái số lượng nhân CPU của mình là xong. Bây giờ mình đợi tí ha. Thì um, chỉ như vậy thôi. Chỉ cần mà khởi động như vậy lên á là bạn bè của mình có thể vào chơi chung được. Nhưng mà vấn đề á là một lát mình sẽ nói. <laughs> vấn đề là một lát mình sẽ nói. Nãy giờ mình nói có nhanh đâu anh em có nhanh thì anh em nào bấm xem chậm lại á ừ, chứ cái video mà ngồi nó chậm rồi nó nó, nó kéo dài ra video mười mấy chục phút coi nhức đầu lắm bây giờ mình để cho anh em nghỉ ngơi mình không nói nhiều nữa đâu chắc chắn là mình là không phải là một người nói nhiều đâu mình cũng không thích nói nhiều đâu mà mình chỉ chủ yếu là mình muốn nói cho anh em hiểu thôi đó thì cái vấn đề á là nếu mà mình nói nhanh quá thì anh em sẽ không nghe kịp nên mình Uh, kêu anh em là bấm chậm lại nhưng mà tại sao mình lại không nói chậm bởi vì mình nói chậm thì video sẽ dài mà nó công là nói chung là thành video nó dài dòng rồi nó nó vậy đó anh em <laughs> thôi thì đùa thôi chứ <laughs> nói chung là lâu lâu mình cũng vậy giải trí tí không nhận mình nói nhiều thiệt luôn á không nhận mình nói nhiều rồi. được rồi đợi này sắp xong rồi đó anh em nó, cái này cái phần này chạy thì cũng tùy theo máy của mình thôi tùy theo cái máy mình nó khởi động nhanh hay chậm Thấy nó sắp xong nè, bây giờ là tên server là 123 nữa không? Đó, nó hiện là số nhân CPU là 8 nhân như vậy là đã khởi động xong rồi đúng không? Nhưng mà bây giờ làm sao mình chơi game được? Thì mình bấm vô đây là nó dừng rồi. Vấn đề là mình sẽ không chơi được đúng không anh em? Nhưng mà đây mình sẽ chỉ cho anh em và bạn bè của anh em vào. Đầu tiên là ở vấn đề mình sẽ không chơi được thì nó đã ăn chạy server này rồi. À mà mình nói luôn nè, cái server này hiện tại là thấy không? Nó đang chạy nè. Hiện tại mình đang chạy một cái máy ảo nữa nè. Chưa, chưa tắt cái photoshop rồi tùm lum đây Đâu rồi à, hiện tại là mình không làm gì á thì nó đã ăn tới 4 gb ram rồi <laughs> nó ăn 7,3 phần cpu đó không tại không làm gì ăn 4 gb ram nên mình vô chơi bởi vì nên là anh em mình mình mở server này và mình cùng chơi á thì nó ăn ram nhiều một tí Tức là mình đang chạy mấy cái giả lập này thật là nó không hiện chứ nó cũng ăn nhiều lắm rồi thì được rồi bây giờ quay trở lại cái phần mà làm sao để mình vô được mình game mình chơi đó thì tại anh em mới thấy không là khi mà mình bấm vào giày giờ game mình đang chạy rồi mình chạy server cái là game chạy vậy làm sao mình chơi được rồi làm sao bạn bè mình chơi được chắc chắn bạn bè mình thì chỉ cần join server thôi nhưng vấn đề ở mình đó thì anh em hãy làm theo cách mình thì đầu tiên anh em nhấp chuột phải vào cái biểu tượng game America chọn phần thiết lập đó chọn vào phần thiết lập uhm, tại sao phải làm như vậy Tại bởi vì đó, có rất là nhiều anh em cài game ở một cái thư mục khác nhau Cho nên nếu mình hướng dẫn mà chỉ anh em vô từng cái thư mục của mình Thì mình cài trên ODH mà anh em không có ODH hay là sao Đó cho nên mình anh em cứ làm theo mình như vậy cho anh dễ đi Rồi bấm tiệp trên máy nè Rồi mở thư mục trên máy Đó thì ở cái máy mình đó, là mình cài game nè Thấy không nằm trên máy tính nè ODH nè Team nè Team Map Common ARK Thì có nhiều anh em nó nằm trên PC nè uh, ODC nè Team nè Rồi Common rồi ARK uh, đó nên là cứ, cứ cứ, bấm y như mình vậy cho nhanh không rồi mình vô phần suột game nè đó là chọn dòng đầu nè win 64 nè anh em kéo xuống tuốt dưới cho mình thì anh em thấy hai cái dòng này là suột game và suột game be suột game này á, thì anh em có thể cho vô chơi offline cũng được nhưng mà để chơi cái này á, nó hình như mình phải vô suột game be để nó chạy cái bát tờ hay tại vì game này lâu nay nó điên điên á rồi sau đó anh em nhấp chuột phải Tại vì nó mỗi lần vô trả lẽ mình phải vô trong đây nữa Nên là mình nhấp chuột phải Gửi tới bàn làm việc để nó nằm trên cái bàn máy, Làm việc máy tính của mình Đó anh em thấy không Bây giờ nó nằm trên đây nè Rồi nhấp vô chơi Đó thì à, như vậy đó, là Khi mà khởi động này vô rồi tiếp tục mình sẽ chỉ cho ha Thì à, nếu mà bạn bè của mình á Với mình đã cùng kết nối mạng LAN như lúc nãy mình chỉ Thì bạn bè anh em nó cũng thấy như vậy đó, thì đầu tiên anh em bấm join game nè Hiện tại nó hiện server sẵn đúng không? Nhưng mà đây Bình thường á, anh em vào thì nó sẽ nằm ở phần official server Official server đúng không? Mà muốn vô server LAN thì chắc chắn rồi Thì giống như vô server hot là non để đây cái đúng không? Còn không, còn server LAN á, thì nó làm phần LAN Và những cái mà mình đã kết nối mạng LAN sẵn thì nằm đây Và server này á thì nó sẽ chạy đây Nó là đó ở đây nè Tức là nó ở đây nè đó, Bây giờ mình bấm vào play game ha đó thì nó sẽ lót mod các kiểu đó mình đi vô được rồi đó thấy chưa thì nó là cái này nó chạy bắt từ a thì vô được thôi à, cái này á thì anh à, em thấy không tại mình đang chạy cái cái cái, cái giả lập nào ít lại nó không đau chứ thực ra quỷ này nó ăn ram cũng mấy GB ram nữa còn em là vừa chơi hay là vừa chạy server này mình nghĩ là tầm 16 sáu ram như vậy là đủ xài á 16GB ram là đủ xài rồi lúc này có thể nó văng á ram càng nhiều vẫn tốt thôi Ê, hey, nó bị điên điên anh em à nó lâu, lâu nó bắt mình vô tạo bắt mình phải chờ hai ba phút hồi sinh thì mình cũng chả biết cái phần này mình sẽ tin sai cái gì trong server đó, anh em đó như vậy là anh em vô game được rồi đúng không còn á, anh em khi mà không xài á thì cứ bấm tắt cái này bấm dấu, dấu ít tắt đi là nó sẽ tắt cái server thôi nhưng mà thông thường mình treo cho bạn bè mình nhiều khi mình để máy chơi <laughs> 24 trên 24 đó thì thật ra thì nó không có chạy nhiều ăn có 4 GB, 3 4 GB thôi, cái CPU phải chạy có 1 2%, có người chơi chắc chạy cùng lắm mười mấy phần trăm à. Nó cũng không nhiều đâu. À, cùng lắm anh em xài CPU chắc là 6 nhân là, à, chơi vừa, nó là nó dư luôn á. À, chắc là video này mình hướng dẫn cái giờ chắc là được rồi hết anh em. Được rồi á, mình bấm tắt server, tắt server thì phần này nó sẽ ngưng lại. Đó, đây là video hướng dẫn của mình chỉ cho anh em nào mà sử dụng mạng LAN Uh, sử dụng mạng lan để uh, cái gì? nói là tạo một server lan để chơi cùng với nhiều bạn bè cho nó tiện dụng hơn server hot được rồi thì uh, bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây à quên cách chắc chắn là tới đây không còn ai coi rồi nhưng mà mình nói là mấy bạn xem video tại sao lại không chia sẻ và like thôi, thôi kệ mình nói chắc không có ai gì đâu thôi được rồi mình kết thúc video nha anh em bye bye anh em nha